Xin chào các em. Ở những bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về các dạng địa hình của phần đất liền. Còn bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng địa hình của cả phần đất liền và phần biển. Vậy cụ thể là những dạng địa hình nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 29, đặc điểm các khu vực địa hình. Ba nội dung chính của bài học ngày hôm nay cũng chính là ba khu vực địa hình của nước ta. Đó là khu vực đồi núi, thứ hai là khu vực đồng bằng và thứ ba là khu vực địa hình bờ biển và thềm lục địa. Vậy trong từng khu vực địa hình này có những đặc điểm như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài học ngay sau đây nhé. Một nhỏ khu vực đồi núi. Đồi núi nước ta chiếm tới 3/4 diện tích lãnh thổ, tạo thành một cánh cung lớn hướng ra biển Đông, dài 1.400 km, chạy dài từ miền Tây Bắc tới miền Đông Nam Bộ. Và khu vực đồi núi thì lại được chia ra thành 4 vùng núi khác nhau. Thứ nhất là vùng núi Đông Bắc, thứ hai vùng núi Tây Bắc, thứ ba vùng núi Trường Sơn Bắc, và thứ tư, vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. Các em sẽ dựa vào nội dung trong sách giáo khoa phần 1 trang 104 và lược đồ địa hình để tìm hiểu về bốn vùng núi này theo các yếu tố như là giới hạn, đặc điểm địa hình. Đầu tiên là vùng núi Đông Bắc. Đây chính là vị trí của vùng núi Đông Bắc. Cô sẽ phóng to ra cho các em dễ quan sát. Về giới hạn thì vùng núi Đông Bắc nằm từ dãy núi Con Voi cho đến vùng ven biển Quảng Ninh. Hoặc các em có thể xác định là vùng núi Đông Bắc nằm ở tả ngạn sông Hồng. Tả ngạn sông tức là bên trái của một con sông. Các em có thể hiểu nôm na là một người đứng ở phần thượng nguồn của một con sông rồi nhìn về phần hạ lưu. Thì bên trái của người đó sẽ gọi là tả ngạn sông, còn bên tay phải của người đó sẽ là hữu ngạn sông. Về đặc điểm địa hình thì nhìn vào màu sắc, các em có thể thấy là gam màu chủ yếu của vùng núi Đông Bắc đó là gam màu vàng nhạt. Như vậy, dạng địa hình chủ yếu ở đây chính là đồi núi thấp. Ở đây nổi bật là một số dãy núi hình cánh cung mà ở bài 28 chúng ta đã xác định rồi. Đó là cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều. Như vậy, hướng núi ở đây chính là hướng cánh cung. Đặc biệt là vùng núi Đông Bắc có địa hình cát tơ khá phổ biến. Địa hình cát tơ là địa hình của vùng núi đá vôi, nên đã tạo ra những cảnh quan đẹp và rất là hùng vĩ. Một số cảnh quan đẹp của vùng núi Đông Bắc như là cao nguyên Đồng Văn ở Hà Giang hay là thác Bản Dốc ở Cao Bằng. Một số cảnh quan ở địa hình cát tơ, tức là địa hình núi đá vôi như là Vịnh Hạ Long và hang Sừng Sốt ở Quảng Ninh, hồ Ba Bể ở Bắc Cạn. Vùng núi thứ hai là vùng núi Tây Bắc. Cô cũng phóng to lên cho các em dễ quan sát. Về giới hạn thì vùng núi Tây Bắc sẽ nằm giữa sông Hồng và sông Cả. Còn đặc điểm địa hình thì nhìn trên lược đồ chúng ta sẽ thấy là vùng núi Tây Bắc là vùng núi có gam màu đậm nhất cả nước, với những dãy núi cao và sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song và kéo dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam, như là dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Pu Đen Đinh hay là dãy núi Pu Sam Sao. Một số cảnh đẹp của vùng núi Tây Bắc như là Sapa này, Bản Lác ở Mai Châu Hòa Bình này, hay là đỉnh Phan Xipang, hoặc là cổng trời trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ ở Lào Cai.
Không chỉ có các dãy núi cao và sơn nguyên đá vôi, mà vùng núi Tây Bắc còn có những đồng bằng nhỏ trù phú nằm giữa vùng núi cao. Bởi vậy mà các bậc tiền nhân từ xưa đã đúc kết nên câu nói Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Thanh, Tứ Tấc để nói về những cánh đồng mênh mông và đẹp nhất với những đặc sản gạo nức tiếng nơi đây. Nhất Thanh tức là cánh đồng Mường Thanh ở Điện Biên. Nhì Lò tức là cánh đồng Mường Lò ở Yên Bái. Tam Than tức là cánh đồng Tam Than tức là cánh đồng Than Uyên ở Lai Châu. Và Tứ Tấc đó là cánh đồng Mường Tấc ở Sơn La. Vùng núi thứ ba là vùng núi Trường Sơn Bắc. Về giới hạn thì vùng núi Trường Sơn Bắc sẽ nằm từ phía nam của sông Cả cho đến dãy núi Bạch Mã. Về đặc điểm địa hình thì đây là vùng núi thấp có hai sườn không cân xứng. Sườn phía Tây thì nằm trên lãnh thổ của nước Lào, thì sườn phía Tây rộng và thoải dần về thung lũng sông Mekong. Còn sườn phía Đông thì nằm trên lãnh thổ Việt Nam thì hẹp, dốc với các dãy núi lan sát ra biển như là dãy núi Hoành Sơn, dãy núi Bạch Mã. Như vậy, hướng núi ở đây sẽ là hướng Tây Bắc, Đông Nam. Một trong những cảnh đẹp ở đây đó là hang Sơn Đỏ. Đây được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới và nó nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Vùng núi thứ tư, vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam. Về giới hạn thì vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam nằm từ phía nam dãy Bạch Mã cho đến vùng Đông Nam Bộ. Về đặc điểm địa hình, đây là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ với các cao nguyên ba gian xếp thành từng tầng như là cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Lây Cu, cao nguyên Đắk Lắk, cao nguyên Mơ Nông, cao nguyên Lâm Viên và cao nguyên Di Linh. Như vậy, hướng núi ở đây là hướng cánh cung. Cảnh đẹp nổi tiếng ở đây thì có cao nguyên Lang Biang và thành phố Đà Lạt. Đẹp nổi tiếng và là nơi nghỉ mát tốt nhất. Ngoài bốn vùng núi thì ở nước ta còn có một khu vực địa hình nữa. Đó chính là khu vực địa hình Bán Bình Nguyên Đông Nam Bộ và vùng đồi Trung Du Bắc Bộ. Về giới hạn thì vùng đồi Trung Du Bắc Bộ nằm ở phía Bắc và Bán Bình Nguyên Đông Nam Bộ nằm ở Đông Nam Bộ. Về đặc điểm địa hình thì địa hình mang tính chất chuyển tiếp giữa miền núi và miền đồng bằng. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong khu vực đồi núi. Chúng ta chuyển sang khu vực địa hình tiếp theo, hai nhỏ khu vực đồng bằng. Các đồng bằng ở nước ta thì chia ra thành hai loại. Loại thứ nhất là đồng bằng châu thổ. Đồng bằng châu thổ là những đồng bằng nằm ở hạ lưu của các con sông lớn và nó được phù sa của các sông bồi đắp tạo nên, như là đồng bằng sông Hồng hay là đồng bằng sông Cửu Long. Loại thứ hai đó là đồng bằng duyên hải Trung Bộ. Đây là một dải các đồng bằng dọc ven biển miền Trung của nước ta. Nó kéo dài từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận. Về nguồn gốc của dải đồng bằng này thì một phần nhỏ là do phù sa của các sông bồi đắp tạo nên, còn phần nhiều là do biển bồi đắp, cho nên đất đai ở đây thường là đất pha cát, cho nên rất là kém phì nhiêu. Vậy ba đồng bằng này có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ đi phân tích bảng sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi phân tích về diện tích và thứ hai là đặc điểm địa hình của ba đồng bằng này. Đầu tiên là đồng bằng sông Hồng với diện tích là 15.000 km². Về đặc điểm địa hình thì đọc bảng chú giải chúng ta sẽ thấy là đồng bằng sông Hồng có hệ thống đê sông, còn đồng bằng sông Cửu Long thì lại không có. Và vì có đê sông cho nên ở đồng bằng sông Hồng không được phù sa bồi đắp hàng năm mà chủ yếu là những phù sa cổ. Và vì bị đê bao bọc cho nên đồng bằng sông Hồng thường thấp hơn mực nước ngoài đê từ 3 cho đến 7 mét.
Đồng bằng sông Cửu Long thì có diện tích là 40.000 km², gấp gần 3 lần diện tích của đồng bằng sông Hồng. Về đặc điểm địa hình thì đồng bằng sông Cửu Long không có hệ thống đê sông, cho nên nó sẽ được phù sa bồi đắp hàng năm. Và vì không có đê sông cho nên vào mùa lũ, nhiều vùng đất ở đây thường bị ngập úng và khó thoát nước, như là vùng đồng tháp 10 hay là vùng tứ giác Long Xuyên. Bởi vậy cho nên người dân ở đây chọn cách là sống chung với lũ. Về giải đồng bằng Duyên Hải Trung Bộ thì có diện tích là 15.000 km². Đặc điểm địa hình thì bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. Cô có câu hỏi như sau: vì sao đồng bằng Duyên Hải Trung Bộ lại nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? Nhìn ở trên lược đồ thì chúng ta sẽ thấy là giải đồng bằng này nó phát triển và hình thành ở nơi lãnh thổ hẹp nhất của nước ta. Nó bị chia cắt bởi các dãy núi chạy sát ra biển. Đồi núi ra sát biển, các sông ở đây rất là ngắn và dốc. Vì các sông ngắn và dốc cho nên phù sa không được giữ lại ở vùng hạ lưu. Hình ảnh về đồng bằng sông Hồng. Và đồng bằng sông Cửu Long. Dạng địa hình thứ ba, ba nhỏ, địa hình bờ biển và thềm lục địa. A nhỏ, bờ biển. Bờ biển nước ta kéo dài 3.260 km, từ Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh cho đến Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Có hai dạng chính, đó là bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn. Bờ biển bồi tụ thì được hình thành bởi quá trình bồi tụ ở vùng cửa sông và ven biển do phù sa của sông bồi đắp, và bờ biển bồi tụ thì thường sẽ tạo nên các đồng bằng châu thổ. Còn bờ biển mài mòn thì bờ biển khúc khỉu với các mũi đá, vịnh sâu và các đảo ven bờ, và đặc trưng là tại các vùng chân núi và hải đảo như đoạn từ bờ biển Đà Nẵng cho đến biển Vũng Tàu. Bờ biển mài mòn thì thuận lợi để xây dựng các cảng biển nước sâu và kín gió như là cảng Cam Ranh. Ngoài ra, giá trị nữa đó là phát triển du lịch biển. Một số giá trị kinh tế của bờ biển nước ta đó là xây dựng các hải cảng, nuôi trồng thủy hải sản và du lịch biển. B. Thềm lục địa. Thềm lục địa của nước ta thì mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, hẹp ở Trung Bộ, độ sâu thì dưới 100 m. Nhìn ở trên lược đồ thì các em có thể thấy là các cái đường màu xanh ở ngoài biển, đây chúng ta gọi là đường đẳng sâu. Đường đẳng sâu là đường nối liền các điểm có cùng độ sâu ở biển. Và ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ thì các đường đẳng sâu này là các đường 20 m, 50 m. Phần nội dung ghi bài các em sẽ hoàn thiện vào trong tập của mình. Trong một lòng tay đôi chọn Việt Nam, bao la đất trời.
Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ học bài và chuẩn bị trước bài 31, đặc điểm khí hậu Việt Nam. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các em. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.